Panda. I got broads in Atlanta. Sister told me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với nhân vật Gungrusher. Thì như video test lần trước, khi mà mình build Gungrusher với skill Average hay là skill băng thì hiệu quả thực sự mang lại là không tốt. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cùng với nhân vật Gungrusher cùng với chương đó trang bị. Và chúng ta sẽ build theo đường Rusting. Và để build theo đường Rusting mình sẽ có một số thay đổi về bảng C cũng như là bảng Master bậc 400 và Master mở rộng level 800. Thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu sự khác biệt đó là gì. Bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bảng C. Thì ở bảng C ở đây mình đã build lại trên là 164 thay vì 441 như lần trước. Tại sao là như vậy? Tại vì cái vũ khí này của chúng ta bây giờ đã được tăng lên 40 star và cộng thêm là Wisdom cộng 16 và sức mạnh yêu cầu là 464. Ngoài ra mình cũng đã tẩy lượng Aki xuống gần như là thấp nhất khi mà để đạt được một tốc độ bắn là 156 khi chưa sử dụng skill book. Và đây là skill book của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng skill book thì lượng đẹp của chúng ta sẽ bị giảm đi một chút, nhưng mà thật sự là không đáng kể. Bây giờ mình sẽ bục cho anh em thấy. Mình sẽ dùng skill book đấy, từ 10.600 cũng còn 10.500, nhưng mà lượng speed được tăng lên một cái rõ rệt từ 150 lên đến 172. 182 lần nhưng mà là 172 thôi nha. Và lượng quýt đam của chúng ta đạt được là tổng là 28k đam, quýt đam phép thuật cực kỳ khủng. Rick đam 63, Excellent đam 60, đục của đam 29%, quýt 40% và xuyên giảm 17%. Và để đạt được những thông số như vậy thì mình sẽ cần những trang bị là một cái Maticot, Magic Spoon cùng với đó là một Brilliant và một cái Wing 4. Tiếp tục mình sẽ show cho anh em bảng Master level 300, 400. Đây cũng không có nhiều thay đổi khi mà mình giữ nguyên là tất cả những các điểm. Và cách tăng điểm thì anh em chỉ nên tăng 19 điểm để lấy tròn 4% hoặc là 11 điểm để lấy tròn 3%, tương tự cho các ô hồi AG tăng Death Defense Rate. Riêng các bôn như là tăng Agi, tăng sức mạnh và tăng năng lượng và tăng pháp thuật thì mình sẽ để mắc là 20 điểm luôn nhé. Rồi, tiếp tục bản Master Level 800 thì mình sẽ tăng 10, 15 và 10 điểm để lấy được 10 điểm của F Basic. Rồi, riêng với Brutin mình sẽ tăng mắc tất cả để có thể tăng và tăng ngô độc để tăng khả năng gây đam. Ngoài ra mình sẽ tăng 40 điểm cho cả cột gây đam. Và hiệu quả mang lại là chúng ta đã đạt được 28 đam phép thuật. Và đối với lượng đam phép thuật như vậy thì sức mạnh của em nó khi đi trên PVM là ra sao thì chúng ta cùng kiểm tra ngay bây giờ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài Hotspot Water của map Reja là đây. Hotspot Water map Reja map level 1130. Và để xem sức mạnh của em nó ra làm sao. Đây. Lượng đam đã 722.000 đam, rất là kinh khủng. Đây anh em cũng có thể thấy được 2.6 đam trên 1 giây. Chúng ta hãy tìm đam cao nhất và đam thấp nhất với Aja nhé. Và để nhìn được thì chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian. Bao nhiêu đây? Đam. Trời ơi đam kìa. Có phải là đam cao nhất hay chưa? 727.000 đam. 722. 827. 827 cả đam là đam cao nhất mà Ray Aya. Quá là kinh khủng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đam thấp nhất. 111.000 đam kìa nhé. Đây 121 này. Đây 116. Có lẽ là 111.000 là đám thấp nhất mà em nó gây ra rồi. Đám gây ra.
anh em có để ý lượng máu bơm cũng không cần nhiều, khi mà chúng ta tăng cồn máu vào bảng mặt thứ ba đây bảng này nha, và đây nên lượng hồi máu khá là nhiều và chúng ta không cần phải sử dụng bơm máu quá nhiều. Nãy giờ mình chưa nhìn lại được 117 111 kìa nha, 111 là đám thấp nhất, nhìn 109. Rồi chúng ta hãy xem là 112 đấy, 109 tốc độ quá là khủng khiếp. Đây là mặt về giá solo hotspot là vô tư luôn, và sau khi gần 3% thì lượng đam với 1 giây của em nó gây ra được là 2.612.000. Mình không sử dụng là phút mít đây nhé, và quả ở đây khá là tạm, khả năng quả thì hồi sinh cũng khá là lâu nên lượng phải vật chuyển trên 1 giây thì chỉ là KDA là 0.18 mà thôi, không quá là cao, nhưng mà lượng đam với 1 kích thì rất cực kỳ nhiều. Lượng đam mà chúng ta cũng phải gánh chịu cũng không quá là lớn, 116 trên 102.000 còn 2.295 điểm thích thuật đáp thuộc tính mà chúng ta phải được chịu chấp nhận được. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bảng của Phương Lá Mạp Rony. Rồi mình vừa đưa em nó quay trở lại map Hotspot Water của map Rony là map level 1160, là map cuối cùng của season 17.1. Như anh em có thấy, ui dồi ôi, lượng đam này 3 triệu đam, lượng đam này được tăng lên bởi vì quái ở đây rất là trâu, lượng máu nhiều như là lượng đam gây ra cho nhân vật của chúng ta khá là lớn. Như anh em có thấy máu bơm tụt rất là nhanh và để có thể tết được ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn mắt đam và min đam ở cái map cuối cùng này nha anh em. Ở đây nhìn khá là dễ, ui ôi đam nhiều quá, bầu cá một bầu trời đam luôn. Bao nhiêu đây? Hồi nãy mình có nhìn qua những con số 600 bao nhiêu ấy? 800. Bây giờ nhìn thấy con số vật là 800 nha anh em. Ta hãy nhìn mắt đám trước. 666 điểm. 666.000 đam. Bao nhiêu đây? 827.000. Wow, một con số cực kỳ là lớn. Cũng không thua thiệt quá nhiều so với mạng của Ray. Bây giờ chúng ta hãy nhìn minh đam của em nó. 119, 112, minh đam anh em nhìn dễ nhất là đam màu gạch gạch vậy nha. 104 nha nhé, mình dùng thật là 104. Trời ơi, máu khá là nhiều ở mặt cuối cùng này nhưng vẫn có thể tên được solo nếu như mà có thêm e-book và một nhân vật Atom Book Mana Shield thì cực kỳ tốt. 3.1 đam trên 1 giây, KDA vẫn là 0.18, để anh em biết cái tiết kiệm của em nó rơi gì nữa. Minh đam của em nó ở mặt này là 100k đam. Binh đam thấp nhất là 100k, quá là cực kỳ. Đam màu 7.5-6.5 này là đam chảy máu nhé. Đam này là không tính là đam binh nhé. Đam binh nhân vật gây ra bởi nhân vật khi mà nhân vật sử dụng skill anh nhé. Trung bình giữa là 152 trở lên hết. 112. Rồi, binh đam vẫn là cho là 100k đam. Còn ở bảng kia là 110, thì nhau 10.000 đam, không quá là đơn. Như vậy qua bài test của ngày hôm nay thì anh em cũng đã tìm ra được cái cách build nhân vật Rune Rooster cho chính bản thân mình ở server Real World Online, là chúng ta nên để thấp lượng sức dường như nhẹ sức mạnh thì vừa đủ để mang vũ khí của anh em đang sử dụng và dùng thì tất cả mọi thứ vào năng lượng, và anh em sẽ nhận được lại một kết quả là lượng đam cực kỳ khủng khiếp, khả năng KDA quả rất là cao, quá là kinh khủng.
Ok, thì đây là bài tập của mình đối với anh em vật dụng producer, hy vọng là sẽ giúp ích được nhiều cho anh em. Nếu như anh em có thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở phía dưới và đừng quên comment để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ.